Câu lạc bộ Công an Hà Nội để thua câu lạc bộ Nam Định sau loạt sút luân lưu đầy may rủi và bị loại ngay từ vòng 1/8 cúp quốc gia 2023. Nguyễn Quang Hải được xếp đá chính nhưng anh chơi mờ nhạt. Tiền vệ sinh năm 1997 là một trong số 4 cầu thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội đá hỏng phạt đền trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Quang Hải gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội chắc chắn là thương vụ chuyển nhượng đình đám nhất mùa giải 2023. Có được sự phục vụ của tiền vệ này, câu lạc bộ Công an Hà Nội gửi một thông điệp mạnh mẽ đến phần còn lại của V-League, họ mới là ứng viên nặng ký nhất cho cuộc đua vô địch. Nguyễn Quang Hải là sự bổ sung đúng vào chỗ vừa thiếu vừa yếu của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đội bóng này cần một chân truyền thượng hạng, một cầu thủ biết cách dứt điểm bên ngoài vòng cấm. Không chỉ lãnh đạo câu lạc bộ Công an Hà Nội mong ngóng Quang Hải mà kỳ vọng của người hâm mộ cũng tăng cao. Sau mùa giải thất bại ở Po FC, Quang Hải về nước và bất cứ ai cũng muốn thấy màn trình diễn với chất lượng cao nhất của ngôi sao sinh năm 1997. Mức lương hơn 100 triệu đồng một tháng và số tiền lót tay 6 tỷ, mùa giải vừa khẳng định giá trị nhưng chẳng khác nào khối đá nặng nề đè lên vai của Quang Hải. Quả thật, kỳ vọng quá lớn đã biến thành áp lực khổng lồ đối với cầu thủ này. Bất kể tân binh nào đến với đội bóng mới đều có một quãng thời gian để thích nghi, nhưng Quang Hải thì không. Mọi động tác xử lý bóng của anh đều được soi kỹ. Đôi chân của Nguyễn Quang Hải như đeo chì. Sau màn trình diễn nhiều điểm sáng ở đội tuyển Việt Nam, Quang Hải không để lại bất kỳ dấu ấn nào ở hai trận đấu đầu tiên cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Trong ngày ra mắt gặp câu lạc bộ Đà Nẵng, Quang Hải chỉ có một cú sút xa và một pha đá phạt đáng chú ý. Anh bị huấn luyện viên Flavio Cruz thay ra từ phút 76. Ở trận đấu gặp câu lạc bộ Nam Định, Quang Hải chỉ có đúng một đường chuyền tốt nhưng đồng đội của anh lại việt vị. Áp lực đối với Quang Hải được thể hiện rõ nhất qua tình huống đá luân lưu cuối trận. Anh ra chân không chắc chắn, để thủ thành Đức Dũng dễ dàng đoán được hướng. Thậm chí, Quang Hải còn đá ra ngoài chứ không phải bị thủ môn của câu lạc bộ Nam Định cản phá. Dĩ nhiên, góc nhìn của giới chuyên môn đều cho rằng Nguyễn Quang Hải vẫn có thể trở lại là chính mình, nhưng không phải một sớm một chiều. Trong những phát biểu gần đây, ông Chusier thẳng thắn cho rằng Quang Hải không có phong độ đủ tốt để được gọi lên đội tuyển Việt Nam. Nhưng nhà cầm quân người Pháp vẫn gọi Quang Hải và trao cơ hội ra sân ở cả hai trận đấu giao hữu gần nhất. Ông Chusier muốn học trò của mình nhanh chóng lấy lại phong độ trước khi bước vào những giải đấu quan trọng. Vấn đề của Quang Hải không chỉ nằm ở thể trạng hay cảm giác bóng. Câu lạc bộ Công an Hà Nội dù có rất nhiều ngôi sao nhưng chưa bao giờ là đội bóng có tính tập thể tốt. Bởi vậy, Nguyễn Quang Hải gặp nhiều khó khăn trong việc kết nối với các vệ tinh xung quanh. Huấn luyện viên Flavio Cruz phủ nhận bài toán mà ông phải đối mặt khi sắp xếp Quang Hải vào đội hình chính. Tuy nhiên, chính huấn luyện viên Vũ Hồng Việt thẳng thắn chỉ ra rằng cầu thủ của đội tuyển Việt Nam không thể phát huy khả năng nếu đá tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-4-2. Thêm vào đó, các đối thủ vốn đã quá hiểu Nguyễn Quang Hải. Trước ngày thi đấu, huấn luyện viên Phạm Minh Đức của câu lạc bộ Đà Nẵng đọc vanh vách cách Quang Hải thi đấu và ông làm thế nào để khóa chặt học trò cũ. Ông Đức nói được và làm được. Quang Hải hoàn toàn mờ nhạt. Ngay sau đó, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt áp dụng đúng công thức và Quang Hải lại trở thành người vô hình. Cần nhìn nhận rằng Quang Hải vẫn là một ngôi sao hiếm có, khó tìm của bóng đá Việt Nam. Sớm hay muộn, Hải cũng sẽ trở lại là chính mình. Nhưng ở lần quay về V-League chơi bóng, thử thách và áp lực với Quang Hải lớn gấp nhiều lần.